gió quặng quặng. Chỗ này là dơm giác mấy ông mặn để lên đây nè, quặng quặng bay lên bởi vì giờ mấy bà cũng tin lắm. Giờ mới quả cái hình này là em đằng này nè, nó mới nói nếu mà bà linh thiêng bà về đây bà độ cho dân chúng đây phải không, hôm nay bà mưa thiệt là lớn đi, là đêm đó mưa một cái khủng khiếp luôn, mưa lớn dữ dằn luôn. Tiếp tục cái hành trình thì hai chú cháu sẽ chạy đến một cái nơi của một người chị, mà chị này thì đem cái tượng Phật để mà đem vô tượng Phật bà để mà đem vô chùa thờ cúng, và nhờ chị thuật lại cái câu chuyện mà trước đây chị và những người dân ở đây họ thấy được cái tượng Phật nổi là như thế nào. Nãy giờ chạy cũng khá xa hả chú ha? Theo chia sẻ của thầy Thích Giác Ân thì từ chùa đến nơi này khoảng tầm 3 km. Thưa cô bác quý anh chị, Bùi Hồ cùng với lại chú Nguyễn Hồng Phước và chị Thủy ở đây để mà đi xuống nơi mà được gọi là phát hiện được tượng Phật Bà Quan Âm nổi. Chị Thủy ngày xưa giờ nhà đây luôn hả chị? À, chị ở nhà đó. Dạ. Nhà mẹ ở đầu trên này nè, cũng gần đây nè, rồi có chồng rồi gia viên cắt lên đây. À, ở đây thì hình như là bên mình làm cá với làm gãy nhiều hả chị? À, chị thì làm bên cá, đẻ cá rồi á. Bên dạ, sản xuất cá giống á. Dạ. Cá ép. Đi trước đi chú. Còn dưới này thì hầu đó nó lỡ. Nó lỡ lên cái nhà chị là nửa trên nửa dưới đó. Dạ. Cái nhà sau nè, mà giờ nó bồi á vậy. Ở đây là gọi là cồn. Cồn. Cồn là cái nơi mà đất bồi á. Ừ. Của sông Tiền. Chú ở sát vô đó luôn á. Ở đây là trồng khổ qua nè chú. Khổ qua. À, cà. À, dưa leo đồ, ai thích gì trồng nấy. Ta canh á, ta canh mùa canh giá. Ở đây mà mần gãy thì cực nhưng mà có tiền nhiều chị ha. Cũng được chứ. Gãy thì như lây dai hoài. Tới nơi nè cô bác của anh chị. Ở gãy này là của mình luôn hả chị Thủy? À, đất của mình nhưng mà cho chú đó mướn làm. Tại chị làm bên cá đó rồi vô vụ làm dữ lắm mà không có làm không kịp. Dạ. Cho ông chú đang làm đó, ông mướn. Cái này đất của ông bà ngoại. Chắc có lẽ là mình sẽ thắp hương thôi. Ừ, thắp hương này chị đốt cho. Dạ, trước chị đốt cho em với. À, em vừa thắp hương thì chắc có lẽ là em nhờ chị kể lại cái câu chuyện mà ngày xưa mình phát hiện tượng Phật Bà nổi và mình đem lên chùa Quan Âm cổ tự á chị. Thờ đó, chị có thể chị chia sẻ là cái câu chuyện đó giùm em được không? Nói dạ, chung là lúc bữa đó đó là như là người ta phát hiện đâu trước rồi chứ không phải chị ha. Mấy cái chú đằng đó đó. Nhưng mà người ta vớt cái người ta thảy lên đó đó. Họ thảy lên vô ở đằng gốc gáo đằng đó đó chứ không phải ở đây. Cái dầu nè ai cũng chú thờ, chú cũng ấy trước đi, con quay cho chú thắp trước đi, con thắp sau. Con một con coi cái chú chị cô chú chị. Cũng như người ta vớt trước rồi, người ta thấy trước rồi mà người ta để lên đó đó. Dù chị mới hay sao, cái anh lần này nè, ảnh mới thấy vớt thảy lên đó đó, ảnh mới thấy nắng quá, ảnh mới đưa đem vô gốc gáo đó cho nó mát. Pho tượng Phật mà vớt thảy lên hả? Ừ, có nghĩa là người ta vớt đâu hai ngày trước rồi mình không có hay nha. Rồi tới cái anh đó, ảnh cũng đi làm vậy giống cái chú này vậy nè. Giờ anh thấy nắng ngoài mé sát với như coi như là lên khỏi mấy nước đó. Giờ để vô gốc gáo cho mát. Giờ thấy vậy cái mẹ con của bà thím cặp bên nhà xuống cúng giờ mới kêu chị nói, không biết ông Phật hay bà Phật. Kêu chị xuống thì chị xuống chị lấy. Bà Phật kêu chị hả? Mấy mẹ con bà đó đó.
xuống cúng vô lên hỏi cái này mẹ hay là ông Phật hay bà Phật. À, hỏi chị ha. Rồi cái chị mới xuống dưới, chị lấy nhang xuống, chị cúng thằng gốc gáo đó đó, là để dưới đất. Cái chị cúng, cái chị chụp cái hình, cái chị lên, chị nói cái này mẹ. Cái lên cái ông chú là chồng của bà thím đó đó, ổng cũng nói này mẹ. Cái chị mới đi mua mấy cái này nè, đặng để lên thờ, rồi để lên đặng, đặng chủ đất người ta không chịu. Người ta không chịu, giờ mình mới bưng đi tắt, đường xong bưng về đây nè. Thì về đây thì mới đóng để lên đây nè. Để lên đây thì nói ngay người ta quá đông lợi đi. Một ngày sớm mơ, cỡ giờ này mà tới chiều luôn đó, người ta lợi cũng dữ lắm luôn. Dữ lắm, cà này nè, người ta chồng tới đây lần này chặt hết chứ. Là cái bữa đó nè, là nó có gì, cũng như đem mẹ về để đó đóng lên. Rồi bắt đầu là chị mới đi khám cá, tại lúc đó là sản khám cá đang đẻ. Cái anh xã mới điện điêu đi, đi thì mua đồ đạt để ở đây cho chòm sớm mấy ông xúm lợ làm. Bắt đầu là mấy bà nói đây nè, con luồn phải không, hút chốt á, gió quặng quặng chỗ này là dơm giác, mấy ông mặn để lên đây nè, quặng quặng bay lên. Bởi vì giờ mấy bà cũng tin lắm, dầu mới quả cái hình này là thôi. Dầu cái thằng em đằng này nè, nó mới nói nếu mà bà linh thiêng, bà về đây bà độ cho dân chúng đây phải không, hôm nay bà mưa thiệt là lớn đi. Là đêm đó mưa một cái khủng khiếp luôn, mưa lớn dữ dằn luôn. Bởi vì ở đây giờ ai cũng tin, giờ đem qua bển đem chứ cái bữa hổm ở đâu còn cái hình trong điện thoại đó đi quạ, là tại là sẵn đồ đây hết rồi, đâu ai dám dẹp đâu. Ồ cũng vẫn thờ bình thường, ảnh bà Phật cái tượng của ảnh đó, tôi chụp hình lại đó. Nhưng mà lúc chị đem bà về đây á thì vẫn y gan vậy hả chị? Hả? Không, nó còn, vẫn còn đẹp vậy đó, nhưng mà gãy nè. Cái tay này với cái bình này gãy. Bình hình như còn nó có gãy, cái gãy, gãy đó. Gãy còn cái lỗ nè, này cái bình bông á. Cái bình cam lộ. Gãy tới đây nè, với cái tay này gãy nè. Gãy giờ cái nó giữa. Nghe nói ông đó ông vớt lên ông giữa đó bị sứt ở đâu đẳng mà chứ lúc trước là còn nguyên vẹn ha. Bây giờ xíu xiu xiu sao mình mò được, đâu có ai mò được tốt mà là đó. Là chú đó kể lại là gặp nổi lên hả chị? Cũng như nước lớn nước dòng á, ổng đi đổ vớn bầu lên mà ổng thảy lên đó. Đúng mà rồi. Mà ổng không như ổng hối đem đi thờ đi gì, ổng thảy đại lên đó đó. Giờ mấy người này mới thấy vậy, mới lỡ cúng mà mình thấy vậy mình mới tính kê lên đó mình cúng thôi. Giờ đẳng người ta không chịu rồi thôi mình đem về đây. À chú là cũng thấy luôn hả? Ông đem về đây không? Đem về đây không thấy, bị mặn đây nè. Mặn đây giờ cái dắt chưa cái lên nhà. Chị vậy thì có cái điềm lành gì sau khi mà mình thỉnh tượng bà về đây, cũng như là mình hòa hình mình ở đây mình thắp hương mình cúng á, thì đối với mảnh đất mình cũng như là dân làng ở đây có cái điềm lành gì không chị? Thì thấy nói chung thì thấy cũng tốt, cũng xôn xao vậy thôi chứ cũng không thấy gì. Nhưng mà nghe nói người ta cũng tin lắm, người này nọ tin lắm, ai cúng xuống cúng. Cái mái che này là tự gia đình chị làm luôn hả? Ở xóm thì xúm lại là ngự tay chân đừng ông đừng bà nhỏ nhỏ gì mấy thằng trẻ trẻ đâu xúm lại mà thấy đẹp ha. Về lạ là gì chú? Ở đây có một cái tàn cây ha, tàn cây gì để dưới góc này đẹp ghê ạ. Nãy giờ co em nói thiệt với chị Thủy á, là khi mà nhìn tượng bà là em nghĩ là chị tỉnh ngoài chỗ nào ta làm hình đó chú về, nhưng mà không nghĩ là tấm hình của chị chụp ấy nè. Chị chụp ở đâu mà cũng khiến gì á chị là đẳng chị chụp, chị chụp mấy tấm cái ồn ào vậy đó. Em đi giờ cái nói có cái mấy bà cô bên đạo đồ đó, người ta nói ngày ta mấy ngày đó người ta lại hỏi thăm dữ lắm. Giờ chị mới hỏi vậy thì ví dụ đồ thờ đồ sẵn ở đây hết rồi, mình quạt cái hình đó mình thờ lại được không, thì mấy bánh ấy cũng được mà để từ từ đi, dầu sao im đâu cả tháng sau chị mới quạt. Nhưng mà chú Phước, chú là dân, chú là hội họa đó, chú cho con ấy khi mà chú nhìn cái tấm hình này nè
thì so với cái bức tượng về cái thần sắc nó vẫn giống vậy đúng không chú? Hồi nãy ông có bệnh phải không? Dạ. Chú cảm nhận cho con cảm nhận. Có khác là bị gì cái màu áo á. Dạ. Nó không phải là nước sơn. Dạ. Nó là loại kim loại, nó ống ánh á. À. Thử ra cái ánh sáng nó cái này nó thay thế mà nó tối nhiều. Nó dạ. Làm cho khác. Ông phải chút, tại cái đó mình bọc á. Bọc cái bọc mũ á. Thí dụ bây giờ mặt mình nó tròn ít. Dạ. Thấy không? Mặt hơi sữa ha. À. Nhưng khi mà tao quẹt tao hơi sữa. Loại mà ống ánh đó thì cái độ sáng nó sáng mạnh lắm, còn cái độ tối nó tối dữ lắm, thành ra nó làm cho trên lệch cái. Đúng rồi nè, ổng nói tôi mới tối. Ổng nói tôi mới nha nói nè, tôi nói sao cái mẹ này hơi tối. Nhìn hơi tối phải không? Đó, không mà tới giờ mà mình mới thấy nhận xét như chú phân tách ra là đúng. Nè. Ủa? Chụp lưu lại luôn rồi đâu có xó. Chị chụp lại 3-4 ảnh, 4-5 ảnh. Cho em xem, gọi cho cô bác quý anh chị xem. Chào đó mất tiêu à. Cái này cũng là duyên lành đến với lại cái... Bởi vậy... Cái nơi này, cái vùng đất này. Dùng này đi. Cả cái vùng gì đó là... Dạ, nó mưa, nó tháo ra. Trời ơi, dữ lắm mà chú. Có nắng mưa một cái khủng khiếp. Mà ai lại tâm niệm nói rằng là nếu như mà có hiển linh thì sẽ mưa. Cái anh cũng như người ta bu dụm dụm lời nè. Có người thì coi, có người thì quỳ cúng, có người thì đứng coi. Cũng đông lắm. Thành thử ra không có trách người ta được. Người ta nói bệnh dịch này mà quy tụ vậy người ta không chịu. 5 giờ sáng. Mưa 2 giờ chiều đến 5 giờ sáng luôn. Ừ. Ôi. Dữ dằn, nó mưa. Nói chung là hôm nay thì nói gì thì nói hai chú cháu, đặc biệt là Bùi Hồ với lại chú Phước, lại kéo qua kéo lại 4-5 tấm lận, có một cái duyên lành để đến đây hai chú ha. Ừ. Đây cô bác quý anh chị, đây là cái tượng của bà khi mà chưa có cái mái che như thế này đó, thì chị Thủy mới chụp lại và những người dân ở trong xóm mới làm một cái mái che cho bà. Dù sao thì tín ngưỡng thì đây cũng là một cái điều lành hả chú? Điều lành. Dạ. Mà cái sao mà mình không biết suy nghĩ sao mà mấy ổng thấy lên đó à? Bởi vì mình đâu nghĩ được. Mà người ta nói cũng có người có duyên hay người không có duyên. Chứ không mình thấy Phật nhưng mình mà, cũng mấy nhưng mà lắm Phật chứ. Bà thì tâm Phật thì gặp đem về luôn à, đem về nhà luôn. Bữa kia bữa hổm đem đi rồi đó, mấy ổng nói sao không đem lên nhà. Mình á thì cái tánh mình á thì tính là chắc bả ở đó, cho nên tính để đó luôn chứ không đem về đây nữa đó. Để đằng cái tàn gáo đằng, nhưng mà ở đằng bị ông chủ đất đằng ông nói đi tới đi lui đạp đổ không chịu. Ồ. Đó tàn. Không chịu. Ngay tàn gáo đó luôn đó. Cũng như dưới mé nắng mà để lên tới đó. Không chịu. Rồi mới chờ 5-7 bà, lớp bà bưng cái này, bưng kia, lớp cây cấu này đem xuống đó dầu luôn nữa. Dầu khiên mà đâu dám đi. Bị người ta lên tiếng vậy rồi đâu dám đi trong dãy, đi tắt dưới mấy sông đi. Ở đây nè, cũng giáp danh dưới bên đây người ta lạ nè, mà cũng giáp danh hỏi chịu để không? Chịu thì chặt cà, còn không chịu thì bữa hổm cũng giống của ông chú này cũng lên vậy nè, còn không chịu thì đưa lên đó luôn bỏ mấy hàng giống. Ổng cũng chịu đó, sao bên đây ta chịu, ta chặt cà nè, bên đây ta chịu luôn. Nhưng mà con thấy sự trùng hợp là gì nè, những nơi mà biển cả chút thì người ta sẽ xây một cái tượng Quan Âm hướng ra biển. Chị có cảm thấy gì không? Hoặc là lúc trước thì con có ra ngoài Huế, cũng có tượng Quan Âm trôi dạt cho người ta thành lập chùa luôn. Thì hôm nay lại tình cờ thì khi mà có tượng Quan Âm ở đây thì lại hướng ra ngoài sông Tiền này. Chú thấy nó sự trùng hợp hay sao? Đúng rồi, thì bây giờ cái không mình nói vậy cũng như Phật bà mà ở Nam Hải gì đó. Dạ, mẹ Nam Hải. Tức là cũng có cái căn ở dưới biển này kia đó. Dạ. Rồi bây giờ mình đây cũng là từ nước, từ sông. Dạ. Mà sông này cũng nổi tiếng của Việt Nam mình là Cửu Long chia đôi và Hậu Giang. Dạ. Còn đây là sông Tiền Giang. Sông Tiền. Dạ. Sông Tiền. Tức là cái bữa hổm tính đem mình nói nếu mà về đây nếu mà có một tâm linh đó thì về đây là cả khu vực này phải có một cái năng lượng, có năng lượng tràn trời, năng lượng hổm về người ta mằng thấy cũng hào hực dữ lắm, mà như mằng vào cái cũng không sung túc hơn một lần vậy đó, như trong mình nó thấy nôn nao vui vẻ. Bữa hổm tính đem gần lên nhà mà nhớ là gần nhà sơ dơ
để xác xác sau lưng mình đi, có những cái mình xài nước màu rồi đó. Đây là đẹp mà chị, đẹp mà sạch nữa. Không, như tôi mấy năm trước là tôi làm rồi đó, mà tại năm ngoái năm nay làm lỗ không, làm cá lỗ không, thành thử ra tiền bạc nó cũng eo hẹp đi. Tôi nói để tôi có bán được mẻ cá nàng tôi cũng làm, bị cá 15-17 tháng cũng chưa bán được. Chị đi điện ra đây luôn hả chị Thủy? Nè, mà mấy ngày nay á, xuống cái bà chị kia bà lợ bà chơi tấu tâm hoài không biết. Vào cái đó bắt đầu mới bữa hổm làm môi cùng dây điện rồi tính câu cái bị là đó cái ngân vào cái mấy hổm dài đó nôn nao nao cái mấy dài câu xuống luôn đó. Trên đây thì thấy được một cái tán cây, cây này là cái gì chị Thủy? Cây này cũng như cây bãi bầu đường đậu, nó tự mọc như bãi thưa, cây bãi thưa vậy nó tự nhiên á. Mát quá chú ha. Rồi mát. Cái ai mặn cái người ta cũng chừa lại vậy làm danh luôn á, nó tự chặt, lên. Rồi cái nó ra tàn đẹp, cái tàn cây nó giống như cây kiển, nếu mà ở ngoài nhìn vô nó như cây kiển. Đó. Tròn đẹp. Nói chung là cũng hữu duyên khi mà hôm nay thì hai chú cháu có dịp về Hồng Ngự, Hồng Tháp này để mà chiêm ngưỡng cái nơi được cái rồi, phát hiện tượng bà đó, một nơi cũng khá là tâm linh. Ông đem xuống đây. Được quá ha. Cho coi được chứ. Ổng vậy là có tâm. Thôi em cảm ơn chị Thủy nhiều. Chú Phước sau khi đi ngày hôm nay thì sao? Mình là thấy nhẹ nhàng. Dạ. Tức là cái trong cái nạn Covid á thì người ta rất là buồn, rất lo, nhưng mà bây giờ hôm nay mình có cái dịp mà để chiêm bái được các đức Phật thì mình cảm thấy rất là nhẹ nhàng về cái tâm của xuống mình. Đây cũng giấy dù lắm giấy cho tinh thần của mình đúng, đúng rồi giấy cho bệnh dịch nó qua, bệnh dịch qua giấy mẹ độ bệnh dịch qua dân tình yên ổn bằng ăn chứ không giấy gì nữa. Chia sẻ với cô bác quý anh chị chú Phước với lại Bùi Hồ rất là hữu duyên, cũng lần này nói cũng khá nhiều lần trong clip này, nhưng mà thật ra thì hai người ở hai nhánh sông khác nhau, hai nhánh sông khác nhau luôn, hai cái cồn khác nhau chú, khác nhau nhưng mà lại hai thế hệ khác nhau. nhưng mà lại có hữu duyên khi về đây gặp chú Phước cũng như là có dịp gặp chị Thủy chia sẻ cái câu chuyện về Phật Bà Quan Âm. Theo như chị kể nãy giờ em thấy một phần nào đó hiển linh đó. Khi mà trước đây chị nói ở chỗ này là một cái nơi mà tập kết của những bãi rác. Thì sau khi đó thì có một cái luồng gió sấy có một luồng gió sấy để giống như dọn dẹp hay gì ha. Nói chung là chị kể thôi, mình thì mình không thể nào mình không thấy được. Thằng nào xuống đây mà kể là nâu áp. Đó, mình không, nhưng mà đó là đây là chị kể là kể thật chứ chị qua clip này thì chị cũng không có về Phật pháp chị được, cũng đâu có nói sai sự thật được hay chút. Thôi lần nữa chúc chú Phước sức khỏe nè. Chú có nói lời nào không? Thì trước hết thì cũng chúc cho Bùi Hồ có với cái duyên với tôi sẽ còn nhiều cái lúc mà gặp nhau nó có ý nghĩa như vậy. Mà hôm nay cái ý nghĩa này càng tăng lên là mình có thêm một cái niềm tin về tâm linh đó, nó vậy đó. Rồi, em thay mặt em xin chân thành cảm ơn chị Thủy nha. Em với chú cảm ơn chị đã cho em hữu duyên có đến đây để mà thì được vậy thắp hương cho bà rồi. Cũng như là được đến đây để mà có thể xác minh cho mọi người biết được rằng là chính bà đã được phát hiện ở đây và đem về chùa Quan Âm cổ tự. Cảm ơn chị nha.